tuổi nào sông nhà năm 2024 tốt nhất cho 12 con giáp, chọn theo tam hợp, tránh lục xung. Chuyên gia gợi ý tuổi sông đất đẹp năm giáp thìn 2024. Người Việt tin rằng, ngày đầu năm nếu được người hợp tuổi, vui vẻ dễ tính, tốt nết đến nhà mình đầu tiên, thì gia đình sẽ gặp mọi sự tốt lành trong năm đó. Từ cuộc sống xa xưa, khi tiến hành các công việc lớn, phát dễ, làm nhà, làm chuồng trại, làm hàng quán, mở cửa hàng, người ta thường làm lễ và cần người sông đất. Theo quan niệm dân gian sông là đến, đất là không gian thực tiễn của một ai đó được chiếm dụng, sử dụng. Dần dần nhiều người xem trọng việc sông đất bằng cách chọn người, chọn tuổi. Người Việt nhiều đời quan niệm nên chọn người khỏe mạnh, hiền lành, vị tha và không vướng bụi trong năm, tang chế, rủi ro, bệnh tật, bất hạnh, đến sông đất. Khách đến sông đất, sông nhà thường chọn trang phục sáng màu, gọn gàng cầm theo những phong bao lì xì đỏ chúc Tết gia chủ, Chủ nhà cũng đáp lễ bằng những lời chúc, phong bao lì xì hay chén rượu đầu xuân lấy may. Từ thượng cổ, quan niệm nhân sinh đã luôn đề cao hai chữ thời, vận. Trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa của phương Đông, quan niệm về việc lựa chọn đã trở thành phong tục của rất nhiều dân tộc, trong đó có người Việt. Đối với những việc lớn, người Việt đều tính toán thật kỹ sao cho không những hợp lòng người mà còn phải thuận theo thiên địa. Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp, kiêng kỵ những gì mang lại xui rủi để một năm mới có nhiều niềm vui, thành đạt xuất phát từ quan niệm ấy người việt có rất nhiều hoạt động trong ngày đầu năm mới và cũng có rất nhiều kiêng kỵ từ chuyện ăn mặc trang trí nhà cửa đi đứng nói cười nổi bật nên nhiều người quan tâm đến chuyện sông đất và lựa chọn người tuổi đẹp sông đất nhà nghiên cứu nguyễn trọng tuệ cho hay theo quan niệm dân gian căn cứ vào hàng can hàng chi và thái tuế năm đó là năm nào thì sẽ chọn được người phù hợp với gia chủ Người phù hợp trước tiên phải hợp với năm đó để vận khí cá nhân của họ tốt và mang lại lợi lộc cho gia chủ, quan lộc, phúc đức, ấn, quyền lực, tài, tiền tài. Tùy theo gia chủ muốn gì mà lựa chọn người mang lại ấn, quan hay lộc, phúc. Một vài gợi ý về chọn tuổi sông đất năm Giáp Thìn 2024. Nguyên tắc chọn tuổi sông đất là chọn người có địa chi, 12 chi tượng trưng cho 12 con giáp. Tý, Sửu, Dần, Bão, Thìn, Tỵ, Họ, Mùi, Thân, dậu, tuất, hợi của tuổi hợp với năm thìn, sau đó sẽ chọn trong số những tuổi ấy những người có thiên can. Có 10 thiên can bao gồm giáp, bính, ất, đinh, kỷ, mậu, canh, nhâm, tân, quý, hợp với thiên can của chủ nhà. Trong dịp Tết năm giáp thìn 2024, nếu người đến sông đất là tuổi dậu thì được lục hợp, mà thìn hợp dậu hóa kim, đại diện cho tài lộc. Đầu năm người tuổi dậu sông nhà nếu lại được hợp mệnh gia chủ thì sẽ mang tiền tài, công danh, uy quyền đến cho gia chủ. Trong các tuổi dậu thì nên chọn các tuổi như sau, tân dậu, chủ về công danh, sự nghiệp, kỷ dậu, chủ về tiền tài, lợi cho việc cầu tài, quý dậu, chủ về học hành, thi cử, cầu danh. Hợp với năm thìn còn có tam hợp thân, ý, thìn. Tam hợp thân, ý, thìn hợp thành thủy cục. Thủy chủ về trí, cho nên những người thân, ý mang lại sự sáng suốt cho công việc, hợp tác. Các tuổi nên tránh khi chọn sông đất, tránh lục xung. Tý, ngọ, mão, dậu, thìn, tuất, sửu, mùi. Dần, thân, tỵ, hợi. Tránh tam hình. Dần, tỵ, thân. Sửu, tuất, mùi. Mão, tý. Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng tục sông đất vốn là nét đẹp văn hóa. Việc chọn người, chọn tuổi có thể mang tính chất tham khảo. Điều quan trọng là giữ cho tinh thần thoải mái, cùng nhau gặp gỡ, đoàn viên để gắn kết tình thân và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới